Tổng quan dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Cao Bồ - Mai Sơn là dự án thành phần cao tốc đầu tiên trong 11 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn do Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình làm chủ đầu tư. Đây cũng là dự án thành phần duy nhất được giao cho Sở Giao thông Vận tải địa phương làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài của dự án là 15 km với quy mô 4 làn xe, rộng 17m, trong tương lai nâng lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế là 80-120 km/h. Dự án đã được thực hiện từ tháng 9 năm 2019 tới tháng 12 năm 2021 với tổng số vốn đầu tư từ nhà nước là 1.600 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm, cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành, nối liền tuyến đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, giúp tăng năng lực thông hành, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực.